Vâng, xin chào các bác. Sau một quãng thời gian liên tục lên những cái đài, em đoán là các bác chắc cũng đã tương đối là ngán ngẩm rồi. Ngày hôm nay để thay đổi món, em sẽ lên một cặp loa tay chuyên dụng để hát karaoke. Đây là cặp Pioneer CS V17, một trong những dòng loa bù âm chuyên dụng của Pioneer sản xuất ra dành cho cái lĩnh vực hát karaoke. Do vậy đừng có hỏi em thêm một cái câu nào nữa rằng là có bù âm để hát karaoke được hay không. Cái model này em cũng đã từng bán ít nhất một cặp ở trên YouTube, và giá của nó thì các bác cũng đã nắm được rồi. Đối với những cái cặp mà nó thực sự nó đẹp long lanh thì giá nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu rưỡi. Còn trước đây em cũng đã từng lên một cặp và bán với giá là 3 triệu đồng. Tại làm sao mà với một cái cặp loa tay, loa lời với cái kích thước thì của loa bass và loa jack không hề lớn mà tại sao giá lại cao ngang ngửa với cả một cặp loa nghe nhạc tầm khá của Nhật ở cái mức độ bass 20? Nó có hai lý do. Lý do đầu tiên, đây là một cặp loa tay loa lời chuyên dụng thì khả năng chịu đòn là rất tốt. Công suất chịu đòn của nó là 200W một thùng và trở kháng là 6 ohm. Tức là nó có khả năng chịu đòn tốt hơn so với những cái cặp loa nghe nhạc thông thường. Sinh ra để hát mà. Ngày hôm nay em cùng các bác chúng ta lại một lần nữa đi tìm hiểu cho nó kỹ càng hơn. Cho dù lần trước em cũng đã từng có một cái video khá là kỹ rồi. Đây là vị trí lắp hai cái loa bass và đây là vị trí lắp hai cái loa jack. Và loa thì bình thường thì nó sẽ có cái xu hướng hơi nghiêng như thế này. Đó. Thùng thì không bể, không vỡ nhưng mà sứt sẹo thì nhiều. Đồ của em là vậy. Tất cả những ông mà yêu cái nét đẹp long lanh, đẹp không tì vết thì nên tránh xa shop của em ra. Bởi vì em không có cái thứ nào đủ đáp ứng cái tiêu chí đó. Đồ của em sứt sẹo rất nhiều. Nhưng mà về zin thì yên tâm là nó zin. Tất cả đều là zin chất bãi, nguyên đai cam chưa sử dụng tại Việt Nam. Sứt sẹo thì kệ nó, nhưng zin thì là em bao. Chúng ta nhìn thấy nó có hai cái lỗ thông hơi nằm vắt xuống dưới để hứng cái luồng từ cái loa bass này nó thổi ra, và như vậy là đảm bảo cho cái giải âm ở giải thấp nó thoáng. Còn các bác thừa biết rồi, những cái dòng loa tay loa lời ấy, thì ngay từ ban đầu nhà sản xuất người ta đã điều chỉnh cái giải tần làm sao nó thể hiện tốt cái phần trung âm và giải cao, bởi vì nó sinh ra để bù âm lời và âm cao chứ không phải là cái dòng loa đánh đều cả ba giải. Các bác đã hiểu ra vấn đề chưa? Do vậy là nhiều ông người chơi những cái cặp này xong là than thở là bass nó ít. Các ông ngay từ ban đầu các ông đi mua các ông phải nghe cái thằng bán hàng nó nói đây là dòng loa bù lời nha, tác dụng chính của nó là bù âm lời và âm cao trong quá trình chúng ta hát karaoke chứ không phải là dòng loa nó chơi solo nhé. Những cái cặp mà nó sinh ra để nghe nhạc chơi solo thì nó mới đầy đủ cả ba giải âm, còn nhiệm vụ chính của nó là bù lời và bù âm cao, do vậy âm bass nó sẽ mỏng. Điều đó là hiển nhiên. Chúng ta sẽ soi cái phân tần xem nó như thế nào. Một cái bộ phân tần khá là tử tế. Chúng ta nhìn thấy hai cuộn cảm có lõi ferrite, đây là một cuộn này và một cuộn nhỏ hơn ở đây. Thậm chí là có cả le để bảo vệ loa và có hai con tụ NP. Bên trong có lót sơ sơ một cái bông thủy tinh ở bên dưới.
Và tất nhiên là phân tần của thùng này cũng y chang thôi. Cặp loa này thì đời chủ trước người Nhật nó chắc là nó ghét cái chữ Pioneer hay sao ấy. Nó ghét thương hiệu Pioneer nhưng mà nó vẫn cứ thích chơi à. Do vậy là trên hai cái ê căng này nó bóc bà cái chữ Pioneer đi và nó tạo ra một cái logo của riêng nó, có thấy cái chữ oxy hay là chữ gì đấy nhìn rất buồn cười đó. Như vậy là nó bóc luôn cái logo Pioneer đi và nó dán logo của nó vào. Ê căng thì đầy đủ nhưng mà chảy xước, chảy chớt rất nhiều, gọi là có thôi. Đầy đủ ê căng nhưng ê căng là xấu. Và cái thằng chủ trước ngoài cái vấn đề bóc hết cái logo phía trước của thằng Pioneer, nó còn bóc luôn cả tem phía sau. Cái thằng này tệ thật. Đó. Kể cả cái tem mà đây, như cặp CSV17 nó sẽ có cái tem ở đây cho chúng ta biết là thông số của loa như thế nào. Nhưng thằng mắc dịch ấy nó bóc hết đi rồi. Nhưng mà là một cái cặp loa bãi và để đánh dấu tên model thì cái bọn lái lớn bao giờ chúng nó cũng phi cái dòng chữ vào đây để đỡ bị lộn giữa cặp nọ với cặp kia. Và chúng ta nhìn thấy chữ CSV17 do những thằng lái lớn nó dán vào nhé. Cặp này nó có công suất max là 200W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Cháy chớt nhiều nhưng mà không bể vỡ. Ở với những cái cặp mà nó mất tem như thế này ấy, mấy cái ông mà thiếu kiến thức không bao giờ dám mua đó. Sợ là mua phải đồ lởm, đồ nhái, đồ kém chất lượng. Ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì cái cặp loa mang lại, cái dòng loa mà mang lại cái sự hoài nghi lớn nhất cho người chơi tại Việt Nam đó chính là dòng loa BMB. Tiếp theo đó là một số cái thương hiệu của Mỹ như là JBL đấy, là rất dễ ăn đòn nhái, đặc biệt là loa BMB. Có rất nhiều lái bị chửi sấp mặt vì bán những cái dòng loa karaoke của BMB. Bây giờ riêng về BMB ấy, trừ những cái cặp nó cổ rồi, nó có danh rồi thì em mới dám buôn. Còn bây giờ có cho thêm kẹo bảo em buôn mấy cái dòng như là BMB 450C hoặc là 950 nọ kia, cho thêm kẹo em cũng không dám buôn. Bây giờ long mạch nhà em nó vẫn còn đang hết sức là vững vàng đó. Rồi buôn mấy cái dòng đấy về rồi thì là lời đâu không thấy. Rồi các ông chửi em banh nóc rồi thì rung hết long mạch lên, chẳng giải quyết được cái gì. Kể cả những cái shop lớn chuyên về lĩnh vực karaoke còn bị các ông ấy chửi. Đó, nó khó lắm. Còn những cái dòng này thì nó là Nhật nòi rồi. Mất tem ấy thì em sẽ chỉ có mong bán cho những cái ông nào có kiến thức, có kinh nghiệm thôi. Còn những ông nhát quá ấy, sợ quá ấy, thì có thể ấn nút dừng video ngay từ bây giờ. Em cũng không có níu kéo gì cả. Em bán cho người biết chứ không cố gắng bán cho người không biết. Bản thân những cái thứ đồ này nó cũng đã đòi hỏi người chơi phải có kiến thức, có kinh nghiệm rồi. Chúng ta bắt đầu soi về các tuyến loa. Như vậy là mỗi một thùng bao gồm hai cái củ bát và một cái củ jack. Trước tiên, chúng ta xem về nam châm đã. Loa bát nam châm 2 tầng. Gọi là loa bát nhưng kỳ thực đây là nó chủ yếu thể hiện âm ở dải trung nhiều nha. Trung âm tốt. Bát nam châm kép và loa jack cũng là nam châm kép. Và trên cái củ bát nó ghi 10 trừ 755A. Số seri có đuôi 9248. 9248. Củ bên này cũng là 9248.
Cụ bên này cũng là 9248. Và cụ bên này cũng là 9248. Như vậy là bước đầu có thể khẳng định bốn cái loa bass này là trùng series. Chúng ta tiếp tục soi đến series của hai cái loa check. Check nó ghi là 77. Tức là ý nó nói là kích cỡ của màng loa check là 7,7 cm, 7268 trừ 0, 726B trừ 0, 52, 9248, 52, 9248. Và tất cả những ai là tín đồ của Pioneer đều nhận ra cái biểu tượng quen thuộc của Pioneer nằm đây. Đó. Phải là dân chơi cứng cứng một chút hay đột loa thì mới biết cái biểu tượng quen thuộc của Pioneer. Đó, em mới nói là khi chơi những cái món này đòi hỏi là mình phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm, nhìn vào thì mới biết được. Thì mấy ông tay mơ gà dỡ nhìn vào đây đúng không biết gì thật. Chúng ta sẽ ngửa lên, cái xương ngoài được làm bằng nhựa cứng. Nhựa nó cứng ngang với cả cứng ngang kim loại. Em sẽ ngửa bốn cái loa bass lên ha. Với mấy cái của nọ này em bao zin tuyệt đối. Côn nhẹ zin tuyệt đối. Chúng ta bắt đầu soi về bốn cái màng loa. Dòng này sử dụng màng giấy. Mũi loa được làm bằng lụa, lụa mỏng. Màng giấy, gân mút. Màng loa còn đẹp, nếu như không muốn nói là còn rất đẹp. Đây không phải lấy đâu, đây là cái vẹt do thằng cu em của em nó khi nó thay gân, nó kéo ra một cái chút cái keo nó ra đấy. Như tất cả những dân chơi cứng đều biết, những cái dòng loa như thế này khi mà qua năm tháng và về tới Việt Nam thì tất cả đều bị mục gân và bắt buộc phải thay nha. Cái vấn đề ở đây không phải là thích thay hay là không, mà bắt buộc phải thay vì gân nó mục hết. Và bốn cái loa bass này đã được thằng cu em của em nó thay vào đây bốn cái gân mới. Và em đã nói với nó là chú phải thay vào đây gân ngon, gân của Việt Nam. Gân của Việt Nam nó sẽ khác gân của Trung Quốc ở cái điểm là nó có màu tàn thuốc đậm, và gân của Việt Nam nhìn nó đẹp hơn, độ đàn hồi tốt hơn so với cái gân lợt màu của Trung Quốc. Và giá nó cũng cao hơn, nói thẳng thế, chẳng phớ thế cho nó nhanh. Nếu như các bác mà nhìn thấy những cái cặp CSV17 ở những shop khác, người ta thay vào mà cái gân nó lợt màu ấy, thì đấy là gân Trung Quốc, còn đây là gân của Việt Nam. Chúng ta sẽ cố gắng soi về khoản côn nhện một chút để thỏa mãn những ông có tính tò mò. Côn cũng khá lớn đấy ạ. À, xém quên, lấy cái thước đo cái ha. Đo coi nó rộng bao nhiêu. Tính cả vành là 11,5 cm, 11,5 cả vành. Đó, em đọc chuẩn. Còn các bác muốn cho nó là bao nhiêu cm thì là quyền của các bác. Cũng có shop bảo đây là bát 12. Ừ, nó không đọc lên 14 được, chứ nó phải chịu đấy các bác ạ. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì những cái ông đi mua loa thì tham từng cm một. Đó, loa có 10 nó đọc lên 12. Giá như mà đời cho phép chúng nó đọc lên 15, chúng nó vẫn cứ đọc lên được như vậy. Còn em thì không dám đọc,
mà em chỉ có lấy thước ra đo. Đó, các bác muốn gọi là bao nhiêu quyền các bác. Đây là đít loa check, nam châm cũng tương đối đấy, không bé đâu. Cái đường kính của nam châm lớn nó rơi vào tầm khoảng 6 cm. Chúng ta sẽ ngửa cái loa check lên để coi. Họng côn tương đối lớn ha. Ngửa lên cái coi. Cặp này được cái là cái màng loa nó vẫn lên cái màu xanh bộ đội, và màng loa check còn rất đẹp. Đó, chúng ta chơi đồ chúng ta phải để ý những cái tuyến loa này này. Chứ còn nhiều ông chơi đồ cứ để ý đến cái hình thức bên ngoài, vứt đi hết. Cả vành là 9 cm nha. Tính cả vành sắt là 9 cm. Còn hãng nó đã bảo là 7,7 thì check này là check 7,7 cm màng giấy. Đó, cái giá trị của cặp này đó là nó là dòng loa Nhật xịn, không có Singapore hay là Malay, Indo hay là China gì cả, mà là Nhật noi. Cái giá trị thứ hai đó là đây là cái dòng chuyên dụng để hát karaoke, dòng chuyên bù lời karaoke, do vậy nó sẽ rất phù hợp để bác nào đó mua về ghép cùng với những cái bộ karaoke của mình. Cái điểm thứ ba, nếu như là một dân chơi mà sáng ý một chút đấy, người ta nhìn vào cặp loa này là người ta biết rồi. Tức là gì? Người ta chỉ cần một cặp loa này và một quả xúc điện với một con âm ly nữa là thành một bộ vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke được. Tất nhiên nó ở trong cái lĩnh vực gọi là phòng nhỏ thôi. Một quả xúc điện này, quả xúc điện tầm bát khoảng 20-25. Một cặp này, một quả xúc điện, một con âm ly, một cái vang là đủ hầu hạ hát karaoke trong phòng tầm 16m2 rồi. Đó là một cái kiểu chơi gọi là rẻ tiền nhưng mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Vâng, em sẽ có test ở đoạn sau. Vâng, bây giờ thì em sẽ tiến hành test âm cặp V17 và con âm ly để ghép cùng là một con âm ly đa kênh khá là vô danh, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì chính cái con âm ly vô danh này lại là cái con âm ly mà em chuyên dùng để test loa. Có đôi khi cuộc chơi của chúng ta nó đơn giản lắm. Như em đánh giá về chất lượng âm thanh của cái con âm ly đa kênh Kenwood KRV999D này thì mấy cái con xì te cổ ở trong cái tầm giá từ 3 đến 4 triệu không đủ level để mà sánh với nó đâu ạ. Từ xưa đến nay rất ít người dám sử dụng những cái con âm ly đa kênh ra để mà test loa, đa phần là lôi những con xì te cổ danh tiếng ra để test. Nhưng em thì lại nghĩ ngược lại. Và như ở đầu video em có nói, đây là một trong những cái cặp loa đánh thiên về giải trung cao, âm bát khá là mỏng. Đó là trên lý thuyết. Còn mà khi nó gặp đúng thuốc, ví dụ như nó gặp cái con Kenwood này thì bát nó vẫn ra và ra khá là hay. Thôi nói nhiều quá, chúng ta test đi. Sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh em, chiều mù sương hay
chịu khói thuốc anh. Em không lại, anh nhiều lòng sao đây? Em cứ hẹn chiều mai, rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hò hước đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau. Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để êm hồng đôi ma thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tím đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt thương. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Anh buồn thơ thần dạo quanh sân, ngắm trên tay điếu thuốc cứ vơi dần. Anh sẽ bảo cứ sao mà như thế. Hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hò hững đi dây nghe bằng thế kỷ sau. Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi ma thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tím đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt u mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Đúng là đắt sắt ra miếng các bác ạ. Nghe tiếng nào ra tiếng đấy, đồ Nhật nòi là vậy. Nó luôn có một cái chất rất riêng. Còn bây giờ thì trong cái cộng đồng chơi audio thì cũng có những người chơi đồ Âu, cũng có những người chơi đồ Mỹ. Những cái món mà nó ở cái tầm giá phổ thông và có cái chất lượng âm thanh tốt, bền bỉ thì đó là đồ Nhật các bác ạ. Thôi cặp này thì em chắc chắn là sẽ cũng phải bán lỗ.
vì thứ nhất là tem mác nó cũng không còn, thứ hai hình thức nó cũng gọi là chảy chớt tương đối nhiều. Em bán chia sẻ cặp này với giá 2,5 triệu, miễn mặc cả trả giá. Bất cứ ông nào mà có cái ý định đó thì đừng gọi cho em làm gì. 2,5 triệu và em không bao giờ ship COD và cũng không bao giờ bao ship. Gần 6 năm bán hàng em chưa bao giờ bao ship và cũng chưa bao giờ ship COD. Kể cả những ông dù mua hàng của em đến lần thứ 10 cũng phải chuyển khoản đủ em mới gửi hàng. Đó là một cái điểm hết sức là khác. Đấy là điểm khác lạ của em so với những cái shop khác. Nhiều người nghe thì cảm thấy là khoai, nhưng mà khi đã biết em rồi ấy, khi đã tin em rồi ấy, thì thấy nó cũng bình thường thôi nhé. Vâng, hôm nay em và các bác chúng ta lại một lần nữa được tìm hiểu và nghiên cứu về một cái dòng loa tay, loa lời chuyên dụng karaoke của Pioneer, tên mã CSV17, một cái sản phẩm có chất lượng tốt, rất xứng đáng để chơi. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.